cách đây gần 10 năm, tại thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, ba em Nguyễn Thị Bích Duyên, Nguyễn Văn Minh Trường và Nguyễn Thị Thu Thảo đang ở độ tuổi học tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở, thì tai ương bất ngờ ập xuống gia đình khi cha mẹ của các em mắc bệnh ung thư và lần lượt qua đời, bỏ lại ba con thơ giữa dòng đời xuôi ngược. Mồ côi cha mẹ, chỗ dựa duy nhất của ba chị em không còn. Những tưởng Duyên, Trường và Thảo khó có thể đến trường, phải sớm chào đời bươn chải mưu sinh. Nhưng trong tình làng nghĩa xóm đùm bọc, sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương các cấp, tất cả đã mở rộng vòng tay nhân ái, nâng đỡ cho các em. Người thì cho gạo, cho rau, thịt, cá. Chính quyền địa phương kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm gần xa đến chia sẻ, bảo trợ. Nhà trường miễn giảm học phí nhằm giúp các em đảm bảo sinh hoạt hàng ngày và yên tâm đến trường. Các em nó rất là dễ thương, biết thà tiện tặng, học hành thì rất ngoan, giỏi nữa. Thấy hoàn cảnh vậy mình cũng đáng thương, mình cho. Nào là nhà có trái cây nè, mít xoài hay là cái gì đó cũng đem tới mình cho. Tuy rằng các em mồ côi nhưng mà có nội lực, học giỏi. Thì thực sự là ba em rất là dễ thương, cũng chăm chỉ học hành. Trong cái khoảng thời gian ba mẹ mất thì cũng có nhiều cái khó khăn. Các em cũng cố gắng vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập và cũng mang lại những cái thành tích học tập cao. Và bên cạnh đó thì quyền của địa phương cũng đã đồng hành cùng các em trong giúp đỡ các em những cái phần quà cũng như là chi phí học tập, rồi những lần là kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ các em để các em có một khoản chi phí để trang trải trong cuộc sống cũng như trong học tập. Mồ côi ở cái tuổi còn rất nhỏ, không có cha mẹ ở bên, nên các em rất thiệt thòi. Vậy là Duyên, Trường và Thảo tự bảo ban nhau và quyết tâm tự rèn luyện tinh thần tự lập. Mỗi ngày, chị em đều nhắc nhở vào lớp học tập nghiêm túc. Về nhà thì chăm chỉ tự học, tự ôn lại kiến thức. Duyên là chị lớn, sẽ chỉ vẽ cho các em. Nhờ vậy mà năm nào, Duyên, Trường và Thảo cũng là học sinh khá giỏi của trường. Em út Nguyễn Thị Thu Thảo năm 2020 là học sinh giỏi cấp huyện, năm 2021 là học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Gần 10 năm không còn cha mẹ bên cạnh đồng hành, trải qua bao khó khăn vất vả, nhưng các em đã cố gắng hết mình để vượt qua. Đến nay, em Nguyễn Thị Bích Duyên đã là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Em Nguyễn Văn Minh Trường đang học lớp 12, còn em út Nguyễn Thị Thu Thảo học lớp 10, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Một tương lai đầy tươi sáng mở ra từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả ba chị em trong suốt những năm tháng qua. Khi mà ba mẹ con mất á, thì lúc đó là con cũng còn nhỏ lắm, là mẹ con mất con lớp 4, ba con mất con năm lớp 8. Rồi chị hai lúc đó là cũng chưa ai học xong hết và vẫn còn đi học. Lúc đó là tụi con cảm giác rất là buồn. Và khi nhìn thấy là những bạn khác có cho cha có mẹ thì tụi con cũng rất là tủi thân, tại vì mình không có cha mẹ nên là cũng rất tự ti trong cuộc sống. Nhưng mà cũng nhờ là có những mạnh thường quân, những người hay giúp đỡ tụi con, vô động viên của con và nói là chỉ có việc học thì là mới có thể mở ra tương lai tươi sáng hơn, nên tụi con là ai cũng bảo ban nhau học và hy vọng là sẽ có một, sau này là ai cũng có một sự nghiệp và cuộc sống ổn định hơn. Trước đây nhà con cũng nghèo, ba con thì đi buôn dây chai, còn mẹ con thì đi bán vé số để nuôi ba chị em con ăn học. Nhưng chẳng may là ba con và mẹ con bị bệnh nặng và qua đời. Nhưng mà mấy năm nay thì ba chị em con vẫn bảo bọc nhau, vẫn động viên nhau để học thật giỏi, để có được một tương lai tươi sáng hơn. Và để có tiền đi học thì cũng có một số mạnh thường quân, chính quyền địa phương và trường học cũng có hỗ trợ cho tụi con. Trường nên em đảm nhận phần công việc nặng nhọc cho chị và em gái. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng xanh tươi, sạch sẽ và tràn đầy năng lượng. Dù cha mẹ của các em đã đi xa, nhưng ý thức tự vươn lên trong cuộc sống, trong học tập đã trở thành nguồn cảm hứng cho những ai bị nghịch cảnh, tai ương
không may mắn có thể tin vào một con đường sáng ở phía trước. Dì có cố gắng, có nỗ lực, nhất định sẽ gặt hái quả ngọt.